Để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc bảng A, vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 2024. Ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có chuyến khảo sát tại thành phố Hải Phòng. Hai tuần sau cơn bão số 3, ban tổ chức địa phương đang rất khẩn trương để sửa chữa và hoàn thiện cơ sở vật chất để chuẩn bị đón các đội đến tham dự giải. Sau khi khảo sát, đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức địa phương cũng đã có cuộc họp thống nhất về các vấn đề liên quan như sân tập, công tác y tế, truyền thông, an ninh. Chiều tối ngày 16 tháng 9, U20 Guam và U20 Bhutan, hai đội bóng đầu tiên tại bảng A đã có mặt tại Hải Phòng và bước vào tập luyện từ ngày 17 tháng 9. Liên quan đến giải đấu thì chiều ngày 17 tháng 9, đội tuyển U20 Việt Nam đã di chuyển từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam của Hà Nội tới khách sạn The Shine ở Hải Phòng.